hoa quả của cô chủ đây ạ. Giúp việc mà dám ngang nhiên trôn tiền của chủ nhân. Bà làm thế này tôi thích. Bọn rút hết tiền của chị ta, cho chị ta toan luôn đi cũng được. Này, con chủ đáng ghét. Hôm nay á, tao sẽ cho mày nếm cái đặc sản bánh bao vị chân của tao nhá. Không uổng công ba hôm mình tắm, mình không kỳ cọ chân. Thế nào nó cũng phải ôm cái bồn cầu cả ngày cho mà xem. Xem lúc đấy á, còn có sức đâu mà soi mói mà xét nét mình được nữa. Bánh bao mới ra lò đây, tự tay tôi làm mà vừa ngon vừa sạch. Cô Linh ăn đi cho nóng. Sao cái bánh bao này trông nó kiểu gì đấy ạ? Màu nó cứ ngà ngà. Tại vì tôi làm bằng bột gạo lứt, để cho cô ăn cô đỡ bị tăng cân. Cô cứ ăn thoải mái, ăn nhiều vào, không lo béo đâu cô ạ. Còn cái bánh ở ngoài kia người ta bán, người ta tẩm thuốc, cho nên là nó mới trắng bao như thế cô ạ. Nó cứ lợn cợn lắm, hình như là bị sạn rồi cô ạ. Sạn đâu mà sạn, cổ cứ kỹ tính quá cho nên là sinh ra cái bệnh tưởng tượng ấy. Bánh này tôi làm bằng bột gạo lứt nguyên cám mà. Thôi, lần sau cô cứ ra hàng bánh bao đầu ngõ nhà mình, vừa ngon vừa đảm bảo. Chứ cô không cần phải tự làm đâu, đồ cô làm không hợp khẩu vị chó. Cô chê tôi chứ gì. Tôi biết cô là người thành phố, cho nên là dân quê tôi làm cái gì cô cũng không vừa ý. Tôi buồn lắm đấy. Chào cả nhà. Ui, hôm nay nhà mình ăn bánh bao ạ? À? Lúc cháu đang thèm. Cậu Hùng ơi, cậu đừng có ăn. Bánh tôi tự làm ấy, nó vừa không ngon lại vừa xấu, cô Linh cô chê lắm. Bánh cô làm cháu càng phải ăn, đảm bảo là ngon hơn ngoài hàng chứ. Bánh cô làm ngon mà em. Em ăn thử rồi khen cô một câu. Làm bánh thì mất công lắm. Ngon thì anh tự đi ăn hết, em chịu. Cháu xin lỗi cô nhá, vợ cháu hơi kém một tí. Cô An này, lát nữa cô dọn dẹp nhà cửa thì cô tìm dưới gầm ghế hoặc gầm bàn giúp cháu xem có rơi tờ tiền nào không nhá. Chị bị mất tiền ạ? Lúc nãy chị đếm tiền mà không biết có phải gió thổi bay không, mà chị thấy thiếu mất vài tờ. Tôi vừa dọn dẹp nhà có thấy tờ tiền nào rơi đâu. Mà thôi rồi, để tôi sẽ tìm lại giúp cô. Vâng ạ. Thôi, tôi đi nấu cơm đây. Chú Hùng cứ ngồi tiếp cô Giang nhá. Ôi, tiếp đón gì hả cô? Cháu là em họ anh Hùng, cô cứ coi như người trong nhà ấy mà. Đúng rồi cô ạ. Lần sau mà ra sang chơi ấy, cô cứ xem Giang như người nhà, không gì phải khách sáo đâu. Tôi biết rồi ạ. Thôi tôi đi nấu cơm đây. Cốc này ngon, ngọt, cam xịn là của chú Hùng. Còn cái cốc cam hỏng, cam ủng này á, cho cái đồ khó ưa. Cô, nước cam xong chưa cô? Xong rồi, tôi đang định mang vào cho cô chú đây ạ. À, thôi rồi, để cháu mang vào cho. Ôi, nhưng mà chú Hùng ơi. Dạ. Tôi dặn này, này cốc cam này ấy, là cốc cam của cô Linh. Tôi chọn từng quả một, mấy cả lượng đường là tôi cho đúng như cô Linh cô ấy dặn. Chú thông cảm nhé, không phải là tôi bên trọng bên kinh gì đâu, mà là cô Linh cô ấy khó tính, cho nên là chú nhớ đừng có nhầm lẫn đi nhá. Cháu hiểu rồi. Thực ra vợ cháu ở ngoài khó tính thế thôi, chứ trong lòng thương cô lắm ấy. Biết là hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, nên là vợ cháu mới bảo cháu mời cô về đây làm giúp việc cho nhà cháu, coi như là có thêm đồng ra đồng vào cô ạ. Vâng, tôi biết rồi. Với cả là bụng dạ vợ cháu hơi kém, nên là có hơi kỹ tính trong chuyện ăn uống một tí. Có gì cháu mong cô xem vợ chồng cháu như con cái trong nhà. Cô quan tâm vợ cháu giúp cháu nhé. Vâng vâng. Đây, cháu có một ít tiền
thì cô cầm đấy, cô thích mua gì cô mua nhá, cho đỡ stress cô ạ. Ôi dồi ôi, lương chúng đã trả cho tôi cao quá rồi, bây giờ chú làm như này tôi thấy ngại lắm. Thôi vậy tôi xin ghi nhận tấm lòng của chú nhá. Dạ không có gì đâu, cháu vào trong nhá. Vâng vâng. Đúng là thế già hỏng vợ được chồng ngõ khổ, vừa cao giáo đẹp trai lại còn tốt bụng thế kia, mà vớ ngay phải cái con vợ quái thai ngầm mà xích. Chị bảo với anh Hùng là sao không bảo cái Giang về đây ở cùng với vợ chồng mình luôn. Nhà chị cũng có giúp việc rồi. Mà em là em họ anh Hùng, lại còn hợp tính chị nữa, nên chị cực kỳ quý luôn đấy. Có chị dâu tốt tính như chị á, em cũng cực kỳ thích luôn ý. À, thế bố mẹ em có khỏe không? Anh Hùng anh mà không dẫn em về đây là chị cũng không biết em với cả bố mẹ em đâu đấy. Gọi là họ hàng xa nhưng mà cũng bắn đại bác tận 10 tầng cho tới chị ạ. Với cả cái hôm anh chị cưới thì em đang học ở nước ngoài, bây giờ em về nước thì em muốn xin vào công ty anh chị làm. À, bảo sao hôm cưới chị chẳng thấy em đâu cả. Cô An ơi, sao Lê lại thâm xì hết như này ạ? Tôi gọt bằng con dao chui gỗ, con dao đấy nó bị sắc, nó hơi bị dỉ cho nên là miếng lê nó mới bị thâm. Nhưng mà không sao đâu, không ảnh hưởng gì cả, vẫn cứ ngon mà. Ây da, ây da. Ê, ê, nó vẫn ngọt, vẫn ngon, có sao đâu. Nhưng mà cháu ghét ăn hoa quả bị thâm lắm. Cháu đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, là dù có cắt quả chanh thôi thì cũng phải rửa dao cho sạch sẽ, như thế thì dao kéo mới bền được. Cháu nói bao nhiêu như thế mà cô có nhớ vào đầu không ạ? Trời ơi, cô cứ lầu bầu suốt cả ngày như thế làm sao mà tôi nhớ hết được. Nói tóm lại là cô cứ ăn đi, không chết người được đâu mà sợ. Chúng tôi bây giờ bao nhiêu là việc này, bây giờ phải đi giặt rũ quần áo, nấu cơm đây, rồi dọn dẹp nhà cửa đây. Cô để cháu giúp à? Đây đây, đây là việc của tôi mà cô. Thôi cô cứ để cháu giúp đi, tâm tuổi này của cô rồi mà vẫn phải đi làm giúp việc cho nhiều người khác ý là vất vả lắm rồi. Để cháu giúp được gì cháu giúp. Đúng là họ hàng máu mủ quá khác, tốt tính y như cậu Hùng ấy, chả bù với ai kia. Chị Linh nhà cháu á, chỉ được cái màu mè thôi chứ cũng thối bộ nát ra, chả biết chăm chồng cái gì. Anh Hùng thích ăn gì hay là thích món gì, rồi là dị ứng cái gì chị cũng chả biết. Cháu bảo cô này, anh Hùng nhà cháu ấy là thích tôm cua rồi là hải sản, nên là cô cứ nấu cái món đấy cho anh ấy ăn. Mà cô nhớ nhá, cô đừng có mua cái tôm đồng hay là cua đồng, anh Hùng bị dị ứng cái món đấy đấy. Thế à? Vâng. Mà cô nhá, cô nhớ mua mấy cái tinh dầu cam xả ấy, nên là cô cứ mua cái mùi đấy thôi, mùi khác là anh dị ứng. Cô nhớ là chăm sóc cho anh Hùng của cháu thật là kỹ thôi nhá. Họ hàng xa mà cô hiểu chú Hùng hơn cả vợ chú ấy nhỉ? Họ hàng xa nhưng mà tình thân quá. Chứ để cháu giúp cho. Cháu làm, cháu làm nào. Ui giời ạ. Chẳng được cái nước non gì cả. Đi làm thì quên tài liệu, rồi là cứ gọi rục ấy. Chỉ được cái cháu Hành là giỏi đấy. Mệt cả. Đợi mãi mụ vợ anh với cả bà giúp việc kia mới đi để em xả vai. Nhớ anh lắm rồi. Anh cũng thế. Nhìn thấy em ở ngay trước mặt mà cứ phải giữ khoảng cách. Anh họ chả em họ cái gì biết. Út rất thích cả người. Em thử làm cái. Không bảo mày đi trở về. Hóa ra là một đôi mèo mả gà đồng, nhưng mà lại đóng giả làm anh em họ à? Con nên nói cho cái Linh biết không nhỉ? Không nói thì cắn rứt, nhưng mà mình có ưa gì cái đồ trời đánh ấy đâu. Nó bị đau khổ thì mình phải mừng chứ. Quan, sao nhà cửa bẩn này mà cô không dọn dẹp đi? Lan đã Giang ở lại đây ăn cơm đấy. Cô nấu mấy món em ý thích nhá. Giờ cháu phải đi ra ngoài giải quyết chút việc đấy ạ.
Đấy 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 đấy. Cái nết như thế, mình có muốn thương cũng không thương nổi. Đã thế à, chả thèm nói nữa. Cũng đâu phải việc của mình. Cô đã biết rồi thì cháu cũng chả giấu nữa. Cháu và anh Hùng là tình nhân của nhau đấy. Nếu mà cô thức thời, cô về phe của cháu, tạo điều kiện cho cháu tới đây nhiều hơn, cháu sẽ không để cô thiệt đâu. Kẻ không danh phận như cô lấy gì để mà mua chuộc tới đây? Danh phận thì cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Mà bà làm như kiểu là bà quý cái con Linh đấy lắm ý. Chính mắt cháu đã nhìn thấy cô trộm tiền của nó. Cô dính tiền dưới cái khay đựng hoa quả ấy, cháu không mách thôi. Mà cháu nói cho cô biết này, cháu đang mang trong mình đứa con của anh Hùng. Mà cô biết thừa nhà anh Hùng thèm cháu đến mức độ nào. Giữa cháu và cái con gà mái không đẻ được trứng kia ấy, thì bên nào hơn bên nào? Rồi cháu sẽ sớm làm chủ căn nhà này. Cháu sẽ tăng lương, tăng thưởng cho cô. Cháu sẽ không bạc đãi cô. Nếu cô dám ho he nửa lời, cháu sẽ chơi luật rừng với cô đấy. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Cái mụ giúp việc nhà anh đúng là làm được việc thật đấy. Tìm được cách dụ vợ anh đi ra ngoài mà lại còn ngoan ngoãn phím cho em vào đây được. Tưởng gì như riêng cái chuyện hại con vợ anh, bà ấy một bụng kế hoạch, bà ấy ghét con vợ anh cực kỳ, em có biết không? Con vợ anh thì ai chả ghét. Em ghét, đứa con trong bụng này cũng ghét. Anh xem thế nào, mau mau chiếm hết tài sản của nó đi rồi đưa hai mẹ con em về đi. Anh biết rồi, gì cũng phải từ từ chứ. Anh vẫn đang đợi ngày lành tháng tốt để đón em với con về đây. Ngày lành tháng tốt không bằng đón luôn hôm nay đi. Ờ, kìa vợ, anh tưởng em đi có việc mà sao lại ở đây? Đúng là tôi đi có việc, nhưng việc của tôi là vạch mặt hai người. Chị sao chị biết? Tôi tham tiền thật đấy, nhưng mà tiền của cái bọn tiểu tam chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì tôi đây không thèm nhá. Không ngờ là bọn họ dám qua mặt cháu, dám đóng giả làm anh em họ trước mặt cháu suốt thời gian qua ạ. Tôi cũng cứ tưởng cậu Hùng cũng là người chồng quốc dân, tử tế và thương yêu vợ lắm. Ai ngờ đâu cũng chỉ là diễn thôi. Khổ thân cô. Cháu cảm ơn cô. Cháu cứ nghĩ là cô ghét cháu lắm. Thấy cháu bị cắm sừng như này, cô phải vui vẻ hả hê lắm cơ. Ừ thì tôi cũng không ưa gì cô cả, nhưng mà tôi đây ghét nhất cái loại tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Chẳng giấu gì cô, tôi cũng là người vợ đã từng bị chồng phản bội cô. Tôi cũng đã hết lòng vì chồng vì con, rồi là bị phản bội một cách trơ trẽn. Sau khi ly hôn, tôi đưa các con tôi lên thành phố sống, rồi lao vào kiếm tiền để quên đi cái nỗi đau ấy. Với cả tôi cũng muốn cho các con tôi có một cuộc sống tốt hơn. Với cả cô tuy khó tính nhưng mà cô chẳng làm điều gì sai, với cả xấu xa với tôi. Còn tôi thì lại có những cái hành động không phải với cô. Dạ. Đây là tiền hôm trước tôi lấy của cô ạ. Tôi thấy cô ngồi đếm tiền
nổi lòng tham nên đã lấy của cô. Tôi xin lỗi cô, tôi gửi lại cô ạ. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại cả. Vì cô đã biết lỗi nên cháu sẽ bỏ qua cho cô lần này ạ. Vậy cô có muốn bắt tay với tôi để cho cái con tiểu tam kia với cái thằng chồng bội bạc cái một trận không ạ? Tôi sẽ có cách. Anh biết là anh sai rồi. Lần này là anh chót dại thôi. Anh chỉ chót dại một lần thôi. Lần đầu và cũng là lần cuối. Em tha lỗi cho anh. Chót dại một lần mà lên được hẳn kế hoạch để thâu tóm tài sản của tôi à? Xin lỗi, loại người như anh tôi không muốn tiếp chuyện. Luật sư của tôi sẽ làm việc này. Em Linh. Ôi, hai người tránh ra đi để tôi còn rẻ. Không, cái phòng này nó ô nhiễm mẩn thỉu quá cơ. Nào. Anh vừa không nghe rõ em nói gì không? Bán vàng lại được nửa tỷ rồi chồng ơi. Nửa tỷ? Đi vào trong nhà đếm tiền. Mà vàng ở đâu ra đấy? Rồi kệ đi. Ôi, tiền của anh. Tiền của em mà. Tiền của anh hồi nào? Trời ơi, của em hết. Này, nói cho anh nghe đi. Từ bao giờ mà em giấu anh tích chữ vàng? Thì vàng này là vàng em mua từ hồi còn chưa lấy chồng cơ. Nhưng mà em cứ gửi ở két nhà mẹ. Cả mẹ cũng chưa nói. Mẹ không cho nói chỉ vì một lý do thôi. Không tin tưởng anh. Không phải. Mà em biết thừa tính anh. Anh mà biết em có tiền thế nào anh cũng bảo cho anh một ít để anh đi đầu tư. Mà vàng này là để em tiết kiệm phòng thân, có bao giờ đụng đến đâu. Mà bây giờ em cũng nói cho anh biết rồi còn gì nữa. Thì đằng nào bây giờ em cũng nói cho anh biết rồi. Cho anh xin một khoản nhỏ, anh đi đầu tư nhá, để anh gỡ lại khoản hôm trước. Không được. Chỗ tiền này một phần em sẽ đem biếu bố mẹ hai bên, còn một phần thì em sẽ gửi tiết kiệm, và phần còn lại thì em sẽ đợi khi nào mà vàng hạ giá em sẽ mua tiếp. Thế còn anh? Tiền của em mà, tiền của anh đâu. Anh đừng có mà xí xớn. Thôi, vợ yêu của anh, cho anh xin một khoản nhỏ anh đi đầu tư nhá. Không. Thôi cho anh một xíu một ít thôi. Không. 1/10 cũng được. Không. Không thì một góc nhỏ thôi. Không là không. Đi. Không. Đi mà. Em bé ơi. Em bé. Sao đấy? Em tưởng bây giờ anh đang ở nhà với vợ với cả tiền của anh. Đến đây làm gì? Trời ơi, đúng là người đẹp có khác. Rồi cũng đẹp cơ. Đúng là trà vũ nhân. Không phải nịnh hót. Anh về nhà với vợ với đống tiền của anh đi. Thôi anh xin em đấy. Chẳng qua là tình thế lúc sáng nó cấp bách quá. Con vợ anh nó về bất ngờ như thế anh biết làm nào. Mà anh làm tất cả những việc đấy cũng chỉ để bảo vệ em thôi. Lúc sáng còn bỏ mặc em ở ngoài cơ mà. Làm em tốn một đống tiền đi taxi về. Anh phải đền bù cho em đi. Rồi. Chắc chắn là anh phải đền bù cho em nhé. Con vợ anh nó mới bán vàng được nửa tỷ đấy. Anh sẽ bòn rút số tiền đấy để bù đắp lên người em. Thế anh rút lõi được bao nhiêu rồi? Chưa được đồng nào cả. Thì con vợ anh nó cũng rắn mà. Nói gãy cả lưỡi nó có cho đồng nào đâu. Thì bây giờ anh nịnh không cho thì anh phải hành động chứ. Thế để anh hành động với em trước, rồi về nhà ấy, anh hành động với đống tiền sau.
cửa bừa bộn này. Anh lục lọi gì đấy? Đừng nói với em là anh tìm chỗ tiền bán vàng trước nhá. Không, em bảo không cho rồi thì thôi, anh tham của em làm gì? Anh phải biết tôn trọng em chứ. Mà này, em nói như thế là em đang không tôn trọng anh đấy. Anh vừa về nhà đã thấy nhà bừa thế này rồi, anh có đang nhìn được có trộm? Có trộm á? Em xem vàng hôm trước em giấu ở đâu, xem còn không, nhanh lên. Hóa ra là nó cất dưới gầm giường. May quá, vẫn còn nguyên si. Mà có khi em phải gửi ra ngân hàng đây. Ấy, chứ để này nguy hiểm lắm. Không, dạo này em không tìm hiểu mạng xã hội đúng không? Dạo này ngân hàng nhiễu loạn lắm, toàn phốt thôi. Anh nghĩ thế không ổn đâu. Tốt nhất là để anh mua cho em cái két sắt. Nghe hợp lý đấy nhở? Đúng là có duyên tiền định đấy. Cách xa bao lâu thì vẫn quay trở về với nhau. Ai? Ôi. Thằng nào đây? Anh ơi, đây là thợ phun thuốc diệt dán. Nhà mình nhiều dán quá nên em bảo anh ấy đến phun thuốc diệt dán. Đừng có mà bốc phét. Thợ diệt dán, mặt thì trắng bóc, quần áo bảo hộ không có, bình xịt cũng không. Thích diệt dán không? Hả? À, ơi. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đã. Tôi là chủ, cậu ấy là nhân viên của tôi. Cậu ấy về trước rồi. À mà chị này, số tài khoản tôi gửi cho chị rồi đấy. Chị cứ chuyển tiền vào số tài khoản của tôi. Chào anh chị. Anh lại dở cái sói, em bẩn em thỉu ra đây à? Thì làm sao? Người ta yêu người ta không ghen được hả? Được. Mà anh lấy được tiền chưa? Chưa. Anh tìm được chỗ rồi, mà chưa có cách để lấy. Em có cách đấy. Nói nghe thử. Bây giờ em sẽ giả vờ là thợ diệt vun dán, xong đến nhà của anh và lấy lý do công việc nên em sẽ ở lại phòng một mình. Anh thấy thế nào? Ngoại quá được luôn đấy chứ. Này, em không những là có vẻ đẹp về thể xác, em còn có vẻ đẹp trí thức nữa anh ạ. À, thôi được rồi, bây giờ anh sẽ thưởng cho em một bữa ăn thật ngon. Rồi ngày mai mình chuyển luôn nhỉ? Không là con vợ anh nó tẩu toán tiền mất là mất luôn đấy. À, đây là nhân viên phun thuốc diệt dán. Tại vì dạo này anh thấy nhà mình nhiều dán lắm, ngủ cứ bị ngứa người, khó chịu lắm, chả ngon gì cả. Cái gì nhở? Dạo này lại quan tâm đến gia đình đấy. Nhưng mà thôi, thế càng tốt. Bây giờ là em chuẩn bị làm rồi nên em mời hai anh chị ra ngoài kia ngồi chờ. Sao phải ra ngoài á? Tất nhiên rồi ạ, để đảm bảo sức khỏe cho hai anh chị thì hai anh chị phải ra ngoài chứ. Bên em là đơn vị làm việc chuyên nghiệp, làm bao nhiêu năm nay rồi nên là chị yên tâm về uy tín. Còn nếu mà chị cảm thấy mà không an tâm ấy thì chị cứ kiểm tra đồ trước khi chị ra ngoài. Thôi được rồi, em nói thế thì chị cũng yên tâm rồi, bây giờ trông em cũng uy tín mà. Thôi đi ra ngoài đi. Tình yêu ơi, tình yêu ơi, tình yêu đâu rồi? Tiền đâu rồi? Sao nhà lại trống trơn không ai thế này? Con trả đâu? Con trả đâu? Alo, trả. Tôi là chủ nhà căn hộ 55 đây. Anh xem cô trả dọn đi rồi. Thế mấy hôm nữa anh sắp xếp qua để làm thành cái hợp đồng nhá. Dọn đi á? Nó dọn đi đâu? Dọn đi đâu? Ôi kìa, tôi biết làm sao được mà anh to tiếng với tôi. Tôi chỉ biết anh là người đứng tên căn hộ này, vậy nên có vấn đề gì thì tôi gọi cho anh. Thế nhá, thu xếp thời gian thì mấy hôm nữa gặp lại. Còn khốn nạn nữa. Em xin nghỉ làm rồi, bây giờ mình cũng đã có tiền rồi, mình sẽ đầu tư làm ăn một cái gì đó, rồi mình sẽ trở thành chủ đúng không anh? Đương nhiên rồi em yêu. Chúng mày giỏi lắm, tao tìm chúng mày mấy hôm nay không thấy đâu. Hai con
mày trốn bố mày nữa xem nào. Còn thằng danh con này, chúng mày cặp kè với nhau từ bao giờ? Từ cái hôm mà đến xịt dán đúng không? Đúng là thằng đần. Tao với cả anh Phiêu đây yêu nhau từ lâu rồi. Còn tao cặp kè với cái loại có vợ như mày cũng chỉ vì tiền thôi. Chứ để yêu thương thật lòng thì phải yêu một người vừa đẹp trai vừa độc thân như anh Phiêu đấy chứ. Mày, tao lấy tiền của mày đủ rồi. Bây giờ tao phải đá mày. Mày không được đi. Trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao. Mày bỏ mua ra. Tao nói cho mày nghe này, bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ngu thì tư chịu đi. Em làm về rồi à? Em đi vào thay đồ đi, xong ra ăn cơm. Hôm nay nấu toàn món em thích thôi. Xong rồi hai vợ chồng mình đi xem phim để hâm nóng tình cảm nhá. Sao tự dưng hôm nay anh lại... Thì anh nghĩ thông rồi. Thời gian qua anh cứ mải mê công việc và bỏ rơi em. Bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Công việc gạt qua một bên. Anh thì làm gì có việc gì ngoài việc ngoại tình? Em nói thế là sao? Là tôi muốn ly hôn. Tôi không thích chung trả. Này cô Linh, cô có biết là mấy giờ đêm rồi không? Đêm hôm mà hai vợ chồng cô còn đánh vần á ớ như thế thì ai mà ngủ nổi? Hôm nay mình làm tăng ca, ở lại qua đêm ở công ty. Sao lại có chuyện có tiếng phụ nữ ú ớ phát ra từ nhà mình chứ? Chắc không phải như mình nghĩ đâu. Chồng chị đang qua lại với một cô gái tên là Trà. Đã rất nhiều lần chồng chị dắt cô ta về nhà trong khi chị đi vắng. Thông tin và các mối quan hệ của Trà tôi đã thu thập và gửi vào mail của chị rồi. Chào chị. Chị gặp tôi à? Chào anh. Anh là Phiêu, người yêu cũ của Trà đúng không? Đấy. Sao chị biết? Chị là ai? Chị đến gặp tôi có việc gì? Trà hiện tại là nhân tình của chồng tôi. Và tôi đã tìm hiểu thông tin về Trà thì biết được anh chính là người yêu cũ của Trà. Đúng không? Thì sao? Liên quan gì đến chị? Tôi biết là anh vẫn hận Trà bởi vì cô ta đã cắm sừng anh. Anh thì muốn trả thù Trà, còn tôi thì muốn trả thù chồng tôi. Vậy nên anh hãy giúp đỡ tôi đi. Và đương nhiên là sau đó thì tôi sẽ cảm ơn anh bằng một số tiền đủ để anh trả hết nợ đấy. Thế tôi phải làm gì? Nói đi. Anh chỉ cần tán tỉnh và quyến rũ lại Trà để cô ta quay trở lại yêu anh. Lúc đó cô ta sẽ vừa yêu anh vừa yêu chồng tôi, bởi vì cô ta vẫn cần bón rút tiền từ chồng tôi mà. Nghe kế hoạch của cô cũng hay đấy nhỉ. Mà tôi vẫn không hiểu là tại sao cô đã phát hiện ra chồng của cô ngoại tình rồi. Cũng đầy đủ bằng chứng rồi, sao cô không đá quách anh ta đi? Cô có đến tìm gặp tôi làm gì? Như thế thì đơn giản quá. Tôi muốn anh ta phải nếm trải cảm giác bị phản bội. Mà không những bị phản bội, còn phải là mất hết cơ. Hóa ra là em lừa anh. Anh lừa tôi được thì tôi cũng lừa anh được thôi. Mà tôi nói cho anh một sự thật nhá. Thật ra thì số tiền hôm trước không phải tiền tôi bán vàng đâu. Chẳng có vàng bạc gì ở đây cả. Em nói thế là sao? Đấy là tiền mà tôi bán một số tài sản chung của tôi và anh. Chứ anh nghĩ sao tôi ngu đến mức để tiền ở trong thùng giấy, xong lại giấu dưới gầm giường, rồi lại cho nhân viên xịt dán ở trong phòng một mình á? À, nhưng mà tôi cũng chia cho anh một nửa rồi nhá. Là số tiền mà bé ba của anh cuộm đi mất ý. Anh không giữ được là do anh thôi. Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?
Ha 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 ha!